Tôi vui rồi. Nghe xâm Ok, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn bạn là trai lục ngạn. Mình đang ghim cái link phụ ở bên góc màn hình đấy anh. À, bên phải các bạn vào follow giúp cho mình nhé. Cảm ơn trai lục ngạn nhé. Mỗi hôm thỉnh thoảng lên live nói chuyện với mọi người, xong nhờ mọi người follow vào cái nick đấy cho mình. Con một chú ok, hôm nào nấu nước trà đá nhé, hai chú cháu mình nhé. Thời laptop ok ra bạn là Tuấn Tài, ok bạn vẫn khỏe chứ? Dạ Sài Gòn nhé, nhà đất Sài Gòn. Đấy, nhờ anh em chú nhậu ăn cơm rồi. Nhờ anh em follow cái nick phụ đã được gần 100 người follow rồi đấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Chú quá ok à, ok bạn Phong nhá, cảm ơn bạn nhiều. Tấn Tài chú vẫn trẻ à, thế chú già lắm rồi, từ ngày gặp chú cháu gặp nhau rồi hơn chục năm rồi đúng không, từ ngày nick tốt đấy đấy, cái ngày ấy, như bình thường kiếm được tiền thì chả giữ, bây giờ khổ, bây giờ thì đến lúc về già là hết, chả còn cái gì nữa, bây giờ đi bán đôi giày đủ ăn là được. Ngày xưa chú cháu mình ra tên laptop tiêu tiêu như thế nào tôi biết rồi nhỉ, ai nghĩ được việc đấy, quá chán luôn. Thời đấy chú như vua chúa luôn. Anh em lúc nào cũng kiếm được anh em đây đàn này đống đêm mấy chục anh em đi chơi, lúc bây giờ là hết. Giờ nhà bán giày đi cháu ạ. Thôi bây giờ ăn phận thủ thường thôi. Khét lẹt năm 2014, 13 chủ dụng khét lẹt đó. Ui, có gì đâu. Cảm ơn bạn chọc tách nha. Bạn chọc Tera S à. Đã gửi hoa hồng. Cái thời đấy nó khác bây giờ. Ai biết về sau nên người ta bảo là sống ở trên đời không ai nói trước được việc gì. Chú vẫn ở vườn cam Khánh béo à. Nên không ai biết trước được điều gì cả. Nên là bây giờ các bạn mà còn trẻ em làm được thì cố giữ đấy, không lúc này hết hơi đấy. Đúng rồi, rồi hết thời rồi bạn An Niên ạ. À. Hết thời tôi cũng gặp vạn bạn. Hết với không hết thì bạn cứ hạng bằng tôi thôi. Mình nói thì mình nên suy nghĩ đúng không? Nếu bạn hơn tôi thì tôi cảm ơn bạn và chúc bạn là hơn nhiều nữa. Còn nếu bạn không bằng tôi thì bạn không nên nói đúng không? Bạn An Nhiên nhỉ? Nếu mà bạn hơn tôi đúng không? Tôi mong các bạn hơn tôi nhiều nữa. Tôi rất mừng các bạn. Còn bạn xem lại, bạn không bằng tôi, bạn không nên thì đừng nói. Ok, cảm ơn anh em Cẩm Phả. Cảm ơn anh em 91 người đã follow cái nick phụ của mình bên phải màn hình này. Cảm ơn các bạn nhé. Chúc các bạn là luôn luôn mạnh khỏe. Nên bạn An Nhiên bạn nói thì mình chỉ nói bạn An Nhiên nghe thôi. Nếu mà bạn khá giả hơn tôi thì tôi mừng các bạn. Chúc bạn là càng ngày càng hồng phát, càng càng kiếm được nhiều tiền. Thế còn nếu bạn không tôi thì mời bạn không nên nói, hiểu không? Mình xem lại mình là ai đi, đúng không? Mình hơn thì mình nói rồi ok. Còn nếu không bằng thì tôi đừng nói. Nói người ta cười, đúng không? Không bằng người ta đi nói người ta làm gì. Thế nên nếu mà hơn thì tôi cũng chúc mừng cho bạn. Đó. Anh dài gầy sao? Anh vẫn thế mà. Hơn thì cảm ơn. Thế thôi, hơn thì ok. Thôi thì chúc mừng các bạn nhé.
Cảm ơn Huy Vẹo nhé. Cái thằng khoách ca ca này, mày cho mày ra ngoài cho nó nhanh.